Triều Tiên lại thực hiện thêm đợt phóng thử tên lửa mới. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết có hai tên lửa tầm ngắn được bắn vào vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào ngày 6 tháng 10. Bình Nhưỡng nói vụ thử là phản ứng trước điều mà nước này xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ổn định trên bán đảo do Mỹ gây ra. Bộ Ngoại giao nước này cùng ngày cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng bằng cách điều tàu sân bay USS Ronald Reagan đến khu vực. Sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết tăng cường quan hệ với Mỹ và Nhật Bản để đảm bảo an ninh cho đất nước của ông. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước báo giới rằng vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng lần thứ 6 trong gần 2 tuần là không thể dung thứ. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cũng lên án Triều Tiên đã đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực. Căng thẳng leo thang sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa tầm trung bay qua Nhật Bản trong ngày 4 tháng 10. Để đối phó, Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung bắn tên lửa và triển khai máy bay chiến đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 5 tháng 10, Trung Quốc và Nga đã cho rằng việc phô diễn lực lượng quân sự của Mỹ-Hàn-Nhật đã dẫn đến các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Phía Mỹ đã bác bỏ việc quy trách nhiệm này. Trung Quốc và Nga là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã từ chối tổ chức một cuộc họp hội đồng công khai về Triều Tiên. Mỹ cáo buộc cả hai đã tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ vẫn cam kết tìm cách tiếp cận bằng ngoại giao với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,